Gỏi cái chích phú quốc và quán ra khơi bà tuyết nhà mình là một đứa không ăn được đồ sống nhưng mà vì mình khoe gọi cái chích là món đặc sản có tiếng của phú quốc nên nếu không ăn mai mốt không có dịp được ăn và coi như chưa đi phú quốc đâu nên là bà đã cố để thử và kết quả là bà rất thích thú với nó tuy nhiên thì cái đứa bụng yếu như bà thì sáng hôm sau cũng đã phải trả giá nhưng mà cái giá đó là đáng nha quý vị còn với đứa bụng khỏe như mình thì cứ vô tư đi khắp đảo thì ở đâu cũng có cái món này nhưng mà mình đã chọn một chiến quán cũ năm xưa từng đi với gia đình đó là quán ra khơi mà lần trở lại này thì mình khá là e dè bởi vì quán bây giờ đã nổi tiếng rồi có cả du khách và sửa sang lại khác hơn rất nhiều đông đúc hơn nói lại về món gỏi cá thì tất nhiên gọi cá thì không phải là cá chính nhưng mà bạn sẽ không hề có cảm giác là đang ăn cá sống hay là bị sợ tanh sợ hôi gì cả thịt cá thì mềm mình thấy sẽ ngon hơn nếu mà các bạn kịp với đậu phụng khi quấn bánh sẽ có mùi vị bùi bùi thơm thơm một chút béo béo của sợi dừa bào trắng một chút vị nồng của hành tây và công lao to lớn góp phần ngon của món này là nằm ở nước chấm nha quý vị một đĩa thì khá nhiều mà hai đứa ăn không hết nên là lúc sau mình đã ăn vả cá không cho đỡ tiếc ngoài ra thì tụi mình có gọi thêm móc hương phải tối thiểu là ba lạng thì người ta mới làm nên là tụi mình ăn ná thở luôn một ký thời điểm này là sáu trăm thì ba lạng là một trăm về gia vị thì ổn thôi nhưng mà nếu mà nói về gia vị của ốc á, thì không ở đâu đỉnh bằng sài gòn nhưng mà về độ tươi độ ngon của ốc thì phải kể đến biển đảo thì vẫn ok hơn mì xào hải sản khá là ổn cá mực cứ hải sản tươi mực giòn mì không bị nhão gia vị vừa và thấm thì ghi điểm ngay chốt lại là no ứ hự thì hai đứa mình cũng chỉ hết 446 000 chưa tính tiền tiếp cảm ơn cả nhà đã xem mình là nhân thích ăn người chia sẻ về món ăn và trải nghiệm